À, tại vì ở trên đèo này là sóng của kia nó không có nha, bắt sóng cho nên ra mình bắt buộc mình phải quay cái video rồi mình post lên Facebook. Đèo hèn gì tôi rất nó nói rất là nguyện không không quẹo quẹo đi này để mình cảm nhận cái đất nước mình đã có những con đèo mà núi non hùng vĩ. Wow, mỗi lần ôm cua bầy nhỏ với xà la quá. Thích thú bởi vì cái cong cong quẹo quẹo à, tao sợ khiếp vía luôn mà tụi nó ngồi lên đó. Hờ biển ở dưới là hơi bị đẹp nha. Lên khi nào về mình mới dừng chụp nha. Chưa phê. Nhường mình. Ông người Tây ông không biết được, ông người Tây. Hồi như điên. Những cung đường đẹp nhất Việt Nam. Đường lên đèo Hải Vân. Đó. Cái biển nha.
trên đó là số 1. Hải Vân có nghĩa là trên mây đó. Dân Phượt này đó, thấy chưa? Đó, dân Phượt đó là họ thích đi đường này. Tây cũng biết đi đèo Hải Vân nữa trời. Hai cặp vợ chồng Tây đó. Đây, hai bên Bắc Nam đều có dân đây cái châu thơ tư lớn. Này nói chung là ở đây ngày xưa tới bây giờ đã xảy ra nhiều vụ tai nạn. Đây lúc xưa là Bắc Nam đó, nên bây giờ người ta tập trung họ về họ làm một cái chỗ lớn đó để họ tập trung buổi tối đó về đó quay cuồng mà chơi với nhau cho vui. Có ba, có ba là ở đó. Trang là sai, chạy trung sơn á. Chạy trung sơn nè.
ghê thiệt. Ghê thiệt. Hằng ngày đến mọi người xung quanh cứ trồ rải rác, người trồ rải rác hai ba người vậy. Bây giờ đến chiều tối họ tập trung đúng ở đó. Dạ, bên Bắc Việt Nam, về bên Nam này thì có một cái trồ thơ lớn nè. Đường hầm này thì 21 cây, còn đi đường đèo này 21 cây, còn đi đường hầm chỉ có 6 cây 3 thôi. Đi đường hầm thì 7 phút, còn đi đường đèo này còn tầm 40 phút. Đây mọi người dừng ở đây thì mình chụp hình chụp ảnh. Đây là đỉnh đèo Hải Vân hả? Bên đây là mình chụp về biển Lăng Cô. Rồi. Phía bên này là cổ Huế, đây nửa cái đèo lên Lăng Cô, nửa cái đèo là cổ Huế. À, tức là bây giờ mình tới đỉnh, mình tới đỉnh đèo rồi. Ờ, ok, hiểu rồi. Ờ, ok. Đây là đỉnh đó. Đây, mình vào mà trong này là có những cái view rất đẹp của Đà Nẵng. Còn phía bên kia là cổ Huế. Rồi. Này, tới nè. Đây là tới đỉnh đèo à. Này nó chạy tốc hành quá, ghê quá. Rồi. Ở đây là ở đây là cái đỉnh đèo dòm xuống thì bên kia phía trước mặt mình là Đà Nẵng đó. Đó là Đà Nẵng. Rồi. Đà Nẵng, rồi bây giờ mình đi qua phía bên kia. Ở đâu? Ở phía xa là. Rồi lượt chơi luôn. Ở đây là đỉnh đèo nè. Ở đây phía bên kia dùng à, phía bên kia sông là Đà Nẵng. Ừ. Rồi được rồi. Rồi nhưng mình đi thẳng ra sau chụp mình đẹp lắm. Em đằng sau nên có cuốn cho. Bố đi ra sao đẹp kìa. Anh đã nói. Anh đi ra sao rồi? Ờ chú dạy nó là có một dãy hướng đi bàn đi với lại chỗ đẹp. Rồi. Thôi sợ chóng. Đây có mấy cái quán cà phê view rất là đẹp. À ở đây. Wow. Muốn qua bên đó qua làm sao ta? Đi xuống qua là. À, đúng rồi. Đúng rồi, ở đây view đẹp. Đi ông anh bỏ theo tủ sách không xấu. Ok. Đúng theo các anh bạn hướng dẫn. Ở đây nó có một cái view rất là đẹp. Trời ơi, đã lắm. Các người coi nè.
ở trên thấy có cái đường đèo Hải Vân bắt đầu đi xuống nè, thấy chưa? Đi xuống thấy chưa? Đó, view đẹp. Ở bên này là sông này. Đó. Thấy chưa mọi người? Ở đây cái view rất là đẹp. Cái sông này, cái sông này kêu bằng sông gì cậu, quên mẹ. Cái biển. À, cái biển. Rất là đẹp, cái view rất là đẹp. Bên kia là Đà Nẵng đúng không? Ở đây thấy những con đường họ xuống đèo nè, thấy chưa? Mà ở đây thì ở dưới lên thấy loáng thoáng những người đi phượt, là những người đi xe Honda đó, họ đi qua đèo Hải Vân, họ đi lên. Ok. Hay quá. Thật là hùng vĩ. Ok. Quá đẹp. Cực kỳ. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Ok, mình tạm dừng cái video đây chút xíu, mình xuống đèo mình quay tiếp nha. Ok.